tỉnh An Giang sẽ dành 250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương để khẩn cấp xử lý 5 điểm sạt lở. Theo đó, với khoản ngân sách nói trên, sẽ thực hiện 5 dự án gồm xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao chợ mới, kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây đến nhà máy thủy sản Giang Long, kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, kè chống sạt lở sông Tiền, bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, nâng cấp hệ thống D cấp 3, vùng đông kênh Bảy Xã, thị xã Tân Châu. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang đang lập dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Các dự án này phải hoàn thành trong năm 2019.